Các vị đồng học, xin chào mọi người. Trong Tích Đức Lũy Công, một câu này ở trong Vận Biên trích dẫn phương pháp tích thiện mà trong Liễu Phạm Tứ Huấn đã nói. Một người tu hành, người tu hành chính là lập chí muốn làm một người tốt, đem những hành vi không tốt tu sửa trở lại. Muốn chân thật đạt đến mục tiêu này thì trước tiên đối với thiện ác phải có năng lực phân biệt rõ ràng. Thiện thì có chân, có giả, có đoan, có khúc, có âm, có dương. Tiếp theo dưới đây nói, còn có đúng, có sai, còn có lệch ngay, còn có dơi đầy. Nếu bạn nhận thức không rõ ràng, thấy ác cho là thiện, thấy thiện cho là ác, loại việc này thường hay xảy ra. Rất có thể đã xảy ra ngay trên chính bản thân mình. Cái mà cả đời chính mình thường mong cầu là đoạn ác tu thiện, nhưng trên thực tế việc mình làm lại là đoạn thiện tu ác, hoàn toàn trái nghịch. Đây là Phật ở trên kinh luận chúng ta thường hay nhìn thấy Thế Tôn rất cảm khái mà nói là kẻ đáng thương xót. Những người này thật sự đáng thương. Ngay cả đúng sai thiện ác đều không thể phân biệt rõ ràng. Lý lão sư trước đây nói càng khiến người ta tỉnh ngộ. Không những là tà chánh thị phi, bạn không có năng lực, mà lợi hại bày ra trước mắt bạn cũng không nhận ra được. Cho nên tạo nghiệp, chịu báo ứng rất khổ. Vũ trụ nhân sanh, sự việc trong trời đất, không những Phật Pháp nói rất rõ ràng, nói rất thấu triệt. Người thiện thế gian, thánh hiền của thế gian cũng đã nói không ít. Những lời mà họ nói này có phải là lời chân thật không? Từ xưa đến nay, ở cái thế gian này của chúng ta, lịch sử của Trung Quốc là tương đối hoàn chỉnh. Từ ba đời Hạ Thương Chu cho mãi đến hiện nay đều có ghi chép tỉ mỉ chính xác. Chúng ta gọi nó là tính sự, nghĩa là việc có thể tin cậy được, đặc biệt là đối với ghi chép về nhân quả báo ứng.
thì càng tỉ mỉ, chính xác hơn. Từ những sự thật này, chúng ta cũng chứng minh được giáo huấn của Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền là chân thật bất hư. Ở trong thiện ác luận về đúng sai, người xưa có cái tiêu chuẩn, nói là không luận theo hiện hành mà luận xem việc ấy có gây nên thoái tệ hay không. Cái tầm nhìn này là nhìn được sâu, là thấy được xa. Rốt cuộc là thiện hay ác, không phải chỉ nhìn bề ngoài, không phải chỉ xem trước mắt. Hậu quả nếu dùng cách nói hiện nay mà nói, là sức ảnh hưởng của họ đối với xã hội, đối với không gian và thời gian. Phải từ chỗ này mà quan sát. Trước mắt là việc thiện, là việc tốt, nhưng mà sự ảnh hưởng về sau là không tốt. Chúng ta nêu ra một thí dụ để nói. Cư sĩ Vương Long Thư hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, đó là việc tốt, có biết bao nhiêu người tán thán. Ngụy Mặc Thâm cũng hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, bản hội tập của cư sĩ Vương thì được đưa vào trong Long Tạng. Vào thời xưa viết sách có thể được nhập vào tạng, đó là bản hoàn thiện, được mọi người công nhận. Tại vì sao Ấn Quang Đại Sư lại phê bình nghiêm khắc đối với ông? Ở trong phê bình nói ông đã sửa đổi chữ ở trong bản dịch gốc rồi. Chữ mà ông sửa đổi đã sửa được rất hay. Đây là thiện. Thế nhưng Ấn Quang Đại Sư nói ông là ác. Ác ở chỗ nào vậy? Ấn Quang Đại Sư nhìn ra được cái hại về sao? Chính là sự ảnh hưởng của việc này. Vương Long Thư có thể sửa kinh, tôi cũng có thể sửa kinh, bạn cũng có thể sửa kinh mà. Mỗi người đều đem kinh điển chỗ không hợp ý của mình sửa một chút, kinh này lưu truyền đến đời sau là đã thay đổi hoàn toàn rồi. Sự phản đối của Ấn Quang Đại Sư không phải phản đối ông không thể hội tập. Hội tập hoàn toàn không bị phản đối, mà là không được sửa đổi chữ ở trên kinh. Chữ ở trên kinh tuy dùng không hay, nhưng mà không được sửa. Khi sửa thì sợ sẽ tạo sự ảnh hưởng. Long Thư sửa thì không có vấn đề gì, vì người ta có học vấn, có tu trì, thật sự có thể sửa được tốt. Chúng ta là người đời sau, nhìn thấy ông sửa được, thế thì tôi cũng sửa được. Tôi đọc thấy cái câu này đọc không suông, là trình độ tôi chưa đủ, liền đem cái chữ khó này sửa thành chữ khác cho dễ đọc, cứ theo ý mà sửa, thế thì có nguy hiểm hay không? Cho nên không thể tùy tiện theo ý của mình. Tùy tiện theo ý của mình thì sai rồi. Ngay cả như Long Thư, Ngụy Nguyên, Bậc Đại Hiền như vậy, mà Ấn Quang Đại Sư còn quở trách họ. Nhưng mà họ đối với Tịnh Độ Tông quả thật là có cống hiến, rất có công lao. Chính bởi vì như vậy, lão cư sĩ Hạ Liên Cư mới có
bản hội tập thứ ba ra đời. Bản hội tập này tránh được lỗi lầm ở phía trước. Chỉ có ưu điểm của những bản hội tập trước, chứ không có khuyết điểm của bản hội tập trước. Cho nên mọi người gọi là bản hoàn thiện nhất. Bản hoàn thiện nhất của Kinh Vô Lượng Thọ. Bản hoàn thiện này có ưu điểm hay không? Ưu điểm rất nhiều. Ở trong mười mấy năm gần đây, đồng tu học Phật trên toàn thế giới, phong khí niệm Phật được khơi dậy. Khơi dậy như thế nào? Do bản hội tập của Hạ Lão Cư Sĩ đã khơi dậy. Rất nhiều người đọc bản hội tập này, giảng sanh tướng lành hiếm có. Chúng ta tận mắt nhìn thấy ở khu vực Singapore, Malaysia, chính tai nghe thấy thì quá nhiều rồi. Chúng ta phải từ chỗ này mà nhìn đúng sai. Đây là nêu ra một sự việc, lấy đó mà suy ra. Ở trong đời sống thường ngày, hành vi tạo tác nhất định phải quan sát thật kỹ sự ảnh hưởng của nó đối với chung quanh, ảnh hưởng đối với xã hội, ảnh hưởng đối với đời sau. Chỗ này thông thường gọi là ảnh hưởng đối với lịch sử. Chúng ta phải biết, nhìn xa thêm một chút, chúng ta thấy cái thời đại đó của Khổng Lão Phu Tử, có rất nhiều chư hầu biểu hiện sự cầm quyền trị nước của họ không thể theo ý nguyện của con người một cách hoàn toàn. Phu tử chu du các nước, hy vọng có chư hầu có thể nhận biết Ngài, có thể trọng dụng Ngài. Ngài có thể giúp chư hầu trị quốc bình thiên hạ. Ngài có trí huệ, Ngài cũng có cái bản lĩnh này. Thế nhưng chư hầu tiếp kiến Ngài đều tán thán Ngài, nhưng không có người nào dùng Ngài. Ngài đành phải trở về nhà để dạy học. Chúng ta muốn hỏi một chút, tại vì sao Ngài không làm cuộc cách mạng? Tại vì sao không lật đổ cái chính quyền cũ đó đi rồi lên thay thế? Phu tử không làm việc này. Không phải Ngài không có năng lực. Trong số học trò của Ngài, 3.000 đệ tử, 72 bậc hiền tài. Chúng ta ngày nay mở quyển Luận Ngữ ra thử xem, các loại nhân tài đều có. Phu tử có thể làm, hơn nữa còn là một việc tốt, nhưng mà ảnh hưởng vì sao là không tốt? Sẽ tạo nên ảnh hưởng tiêu cực cho lịch sử. Vì sao hãy không hài lòng đối với chính quyền, liền muốn nổi lên lật đổ nó? Bạn phải biết là bao nhiêu tài sản, mạng sống của con người sẽ bị tiêu tan mất trong một niệm đó của bạn. Cái tội lỗi này nặng biết bao. Làm thỏa mãn cái dục vọng của một mình bạn, để bao nhiêu người phải gặp nạn.
việc này không thể làm được rồi. Họ cầm quyền trị nước, tuy không thể hoàn toàn theo ý nguyện của con người, nhưng mà vẫn chưa đến nỗi cần phải bị lật đổ, chưa đến mức như vậy. Cách mạng than vũ đó là bất đắc dĩ. Ân trụ vương thật sự là quá đáng rồi. Không xem bá tánh là con người nữa rồi. Cho nên đây là điều nên làm. Một người cầm quyền chưa có đến mức này thì thôi. Cho nên chư Phật Bồ Tát Đại Thánh Đại Hiền đều cầu mong xã hội ổn định, thế giới hòa bình. Thể chế không tốt thì cứ từ từ mà sửa đổi. Đây đều là hiểu được thiện ác, hiểu rõ đúng sai. Người ta biết nhìn xa trông rộng. Đây là thánh nhân. Tuy Khổng Tử là người thuộc giới bình dân, thành tựu của Ngài là dạy học. Sự ảnh hưởng của Ngài là mãi đến ngày nay, là hơn 2.500 năm rồi. Hơn nữa còn lan rộng khắp thế giới. Ở trên thế giới ngày nay, bất kỳ một quốc gia khu vực nào nhắc đến Khổng Lão Phu Tử, mọi người đều biết, đều có thể sanh khởi tâm tôn kính. Chúng ta thử nghĩ, Ngài đã nhìn sự việc như thế nào, xử lý sự việc ra làm sao. Cho nên dường như đúng mà sai, rất khó mà phân biệt. Dường như thiện mà ác, cũng có dường như ác mà thiện. Vẻ bề ngoài nhìn thấy là bất thiện, mà ảnh hưởng là thiện. Có thể thấy tiêu chuẩn của bậc thánh hiền đối với thị phi thiện ác không giống như chúng ta. Chúng ta cần nên lưu ý, thế nào là thiên lệch và chánh trực. Ở trong đây cũng nêu ra một câu chuyện. Chuyện về Lữ Văn Ý Công là tể tướng thời ấy, nghỉ hưu rồi. Khi nghỉ hưu trở về nhà, người trong làng đương nhiên đối với ông đều tôn kính. Trong làng có một người thường hay uống rượu. Khi uống say rồi rất không có lễ độ, nói năng thô lỗ, sỉ nhục tể tướng. Tể tướng rất độ lượng, không tính toán với người này, bỏ qua hết, không muốn hơn thua với người này,
tha thứ cho người này. Sau khi trải qua một năm, nghe nói người này phạm phải tội bị tử hình, bị giam vào trong lao ngục. Lữ Công vào lúc này cảm thấy rất áy náy. Nếu như lúc đó người này sỉ nhục ta, nếu ta đem người này đến cửa quan để trị tội, thì người này sẽ không đến nỗi gây tội ác lớn như ngày hôm nay. Lúc đó chỉ là một niệm tâm nhân hậu, tha thứ bỏ qua cho người này. Không biết được là người này vì sao lại tạo ra lỗi lầm càng lớn hơn. Giống như những chỗ này, chúng ta trong đời sống thường ngày cũng thường hay nhìn thấy lỗi lầm nhỏ. Nếu không trừng trị họ thì dần dần sẽ nuôi thành cái ác lớn. Hơn nữa sự ảnh hưởng này không tốt. Tạo thành tiền lệ, ai ai cũng dám tạo ác. Thì cái xã hội này làm sao có thể an định được chứ? Cho nên Nho Phật là sư đạo. Ngày nay chúng ta cực lực đề xướng học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Tám chữ này là do Đại học Sư phạm Bắc Kinh đề ra. Tôi nhìn thấy thật là rất hay. Phải đem tám chữ này phát triển mạnh mẽ. Không nên chỉ giới hạn ở Bắc Kinh. Chúng ta phải đem nó lưu hành đến toàn thế giới. Chúng tôi ngày ngày đang giảng, các đồng học mỗi ngày cũng đều đang nghe. Có cái nguyện vọng này hay không? Nếu như có cái nguyện vọng này là bạn đang tích đức, đức hạnh chân thật ở trong tâm bạn đã có rồi. Bạn có thể đem cái ý thức này thực hiện vào trong đời sống thường ngày, là bạn đang tích công. Tích đức lũy công là như vậy mà thành tựu. Chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác, có thể tạo nên tấm gương tốt cho xã hội hay không? Phải giữ cái tâm này, phải hành sự như vậy. Vậy thì đúng. Cho nên nhất định phải nghĩ cách làm này của ta có ảnh hưởng gì đối với xã hội hay không. Có những ảnh hưởng gì đối với những người học ở tương lai. Phải thường xuyên nghĩ đến cái điểm này. Cho nên phải biết, luôn luôn phía sau thiện hạnh là diệt ác. Không thể không cảnh giác. Có một số ác hạnh vì sao hậu quả lại rất tốt, là diệt thiện, nên gọi là trong lệch có chánh. Thiện hạnh mà vì sao ảnh hưởng lại bất thiện, là trong chánh có lệch. Việc làm trước mắt không tốt,
Nhưng mà ảnh hưởng của nó là tốt. Đó chính là trong lệch có chánh. Những sự việc này, nếu như không có sự tu dưỡng tương đối sâu thì bạn làm sao có thể nhận ra. Hơn nữa những sự việc này vừa tiếp xúc là phải biết ngay, không phải sự việc qua rồi sau đó mới nghĩ ra, vậy thì không kịp rồi. Gặp phải chuyện là biết rõ, có thể quyết đoán kịp thời. Đây là học vấn, đây là công phu chân thật. Thường ngày tồn tâm dưỡng tánh không đủ sâu vậy, nên gặp việc vẫn không tránh khỏi có lỗi lầm. Biết bao nhiêu lỗi lầm là không có cách gì bù đắp được. Nhất là chúng ta sống trong cái thời đại này. Thời đại này không có người giảng đạo, cũng không có người giảng lý, là thời loạn thế. Ở trong thời loạn thế, chúng ta lập chí muốn làm người tốt, làm thánh hiền thật không dễ dàng. Đây đúng là Phật ở trên kinh thường nói, nếu như không có thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày, chúng ta không làm được. Mong cầu là một chuyện, có thể mãn nguyện hay không lại là một chuyện khác. Thế nhưng người chân thật phát nguyện, bất luận ở trong hoàn cảnh nào cũng đều có thành tựu. Chỉ cần không thoái tâm, cái niệm hiếu thiện hiếu đức không bị thoái chuyển, đây là nhân. Duyên là ở hiếu học. Thật sự chịu hiếu học, trong Phật Pháp thường nói, ở trong cửa Phật không bỏ một ai, bạn sẽ được Phật Bồ Tát chăm sóc. Bạn có nguyện tốt mà bạn không hiếu học sẽ không thành tựu. Bạn hiếu học mà không có nguyện lớn cũng không thể thành tựu. Hạnh và nguyện hỗ trợ lẫn nhau, như vậy mới có thể thành tựu. Cái đạo lý này ở trên kinh Phật nói quá nhiều rồi. Đại thánh đại hiền xưa nay, chúng ta nhìn từ bên ngoài, không có gì nào không hiếu học. Chư Phật Bồ Tát là tấm gương tốt vì người hiếu học. Chúng ta cần phải học tập. Các vị đồng học, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn đến việc mà tiên sinh Liễu Phàm gọi là thiện có bán mãn. Mãn là viên mãn, phàm là không thể viên mãn, không đạt đến tiêu chuẩn của viên mãn thì gọi là bán.
ông nêu ra hai câu nói ở trong kinh dịch: thiện không tích thì không đủ để thành danh, ác không tích thì không đủ để diệt thân. Hai câu nói này là danh ngôn chí lý. Người tu hành nhất định phải khắc ghi trong lòng. Nói tóm lại, không tích thì không thể đầy, thì không đạt đến viên mãn. Cho nên dạy chúng ta phải tích lũy công đức. Đức hạnh nhất định là niệm niệm không quên, từng giây từng phút phải giữ cái tâm muốn lợi người, lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh. Nhất định phải đem tự lợi xả bỏ. Người thông thường không phải không biết cái đạo lý này, không phải không có đọc qua sách thánh hiền. Rất nhiều người đọc sách thánh hiền, nhiều người hiểu rõ cái đạo lý này, nhưng mà họ không làm được. Tại vì sao không làm được vậy? Tư dục không thể xả bỏ. Từ đó cho thấy tự tư tự lợi, đủ thứ ái dục, không những là chướng ngại lớn cho tu hành, mà phước báo thế gian cũng bị nó làm chướng ngại. Tại vì sao chúng sanh bị đọa tam đồ vậy? Nhân tố ở trong đây chúng ta không khó để lý giải. Trên kinh Phật đối với tam đồ địa ngục nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta đọc rồi, nghe rồi, vẫn cứ không thể nâng cao cảnh giác. Đây đúng như cái gọi là tê dại mất cảm giác rồi. Chỉ chú ý đến lợi nhỏ trước mắt, không biết được tương lai có hại rất lớn. Cho nên thiện ác lợi hại, chân lý sự thật, được mấy người có thể nhận thức được rõ ràng? Mấy người có thể làm được viên mãn chứ? Người hiện đại, họ không làm được. Nói lời thành thật, cũng không thể chỉ trích họ được, cũng không thể trách họ. Vì sao vậy? Không có người dạy họ. Những đại đạo lý này nhất định phải bắt đầu dạy từ nhỏ, gọi là tập thành từ nhỏ thì thành tự nhiên. Điều này rất có đạo lý. Đến trung niên, đến lão niên, ở trong lò nhuộm xã hội thì đã bị ô nhiễm nghiêm trọng rồi.
tuy nghe đến cảm thấy là có lý, cũng biết gật gật đầu. Nhưng mà cảnh duyên hiện tiền thì vẫn là cứ mê hoặc điên đảo như cũ, vẫn cứ không buông được. Nguyên nhân là do nhận biết chưa đủ thấu triệt, nên mới có hiện tượng này xảy ra. Từ đó cho thấy dạy học quan trọng biết bao. Trung Quốc vào thời xưa thật sự xem dạy học là việc lớn hàng đầu của đời người. Bất luận là gia đình, bất luận là quốc gia, cho nên dân tộc có thể kéo dài đến mấy ngàn năm, đến ngày nay nó vẫn không bị diệt vong. Chúng ta hãy xem những đế quốc mới trỗi dậy trước đây ở phương Tây, thời gian duy trì chưa bao lâu thì đã suy rồi. Chúng ta có quan sát nghiêm túc hay không? Nhân tố của hưng suy là gì? Đạo lý gì được hưng dưỡng, đạo lý gì lại bị suy thoái? Trung Quốc đã bị suy một trận rồi, nhưng tại sao có thể phục hưng trở lại? Cái nguyên nhân này là do gốc của văn hóa rất sâu. Tuy là vào thời cận đại, mọi người đều thấy cái gọi là súng và đại bác của người phương Tây. Họ dùng vũ lực để khuất phục, đã mất đi lòng tự tin của dân tộc. Thế nhưng Trung Quốc vẫn còn có một số người lớn tuổi, trong tâm họ biết rõ, trong tâm hiểu rõ, giữ vững mạng mạch văn hóa dân tộc. Chờ đợi cơ duyên để phát dương quang đại. Cái gì là cơ duyên? Mọi người tỉnh ngộ trở lại, có thể tiếp nhận trở lại, đây chính là cơ duyên chín mùi. Ở trong cái môi trường rộng lớn này của Trung Quốc, mấy ngàn năm hung đúc, nói lời thành thật rất dễ dàng giác ngộ. Vậy thức tỉnh trở lại, đây là phước báo của tất cả chúng ta. Chúng ta có phước, người thế giới có phước. Lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền so với quan niệm của người phương Tây quả thật không giống nhau. Từ xưa đến nay có câu nói thiên hạ là của chung, nói nhân từ với dân, yêu thương mọi vật, suy mình biết người,
Tấm lòng này quảng đại biết bao, thành tựu công đức viên mãn. Cho nên dù cho nhất thời mê hoặc, có tai nạn trong thời gian ngắn, rốt cuộc cũng có thể hồi phục. Nói đến bán mãn, thật sự mà nói đều là do ở giữ tâm. Ở trong chú giải đã nêu ra một thí dụ, nói là có một tín đồ vào chùa thắp nhang cúng dường, cúng dường hai văn tiền. Nói hai văn thì người hiện nay sẽ không hiểu thế nào gọi là hai văn. Vào cuối đời nhà Thanh, thì mười văn tiền mới được một phân, mười phân mới được một giác. Thì bạn liền biết hai văn tiền là số tiền rất ít. Đây là một người mà chúng ta có thể tưởng tượng được gia cảnh vô cùng thanh mận. Thế nhưng tâm bố thí cúng dường của cô chân thành, cho nên đích thân lão hòa thượng trụ trì trong chùa đã làm lễ tiêu tai cho cô. Vì sao? Vị nữ thí chủ này phát tài rồi. Trở lại chùa để thắp nhang tạ lễ, lần này là cúng dường mấy ngàn lượng vàng, đem đến cúng dường rất lớn. Lão hòa thượng chỉ phái một người xuất gia đến làm lễ tiêu tai cho cô. Sau khi Phật sự làm xong rồi, cô liền đi hỏi lão hòa thượng. Cô hỏi: con trước đây bố thí hai văn tiền thì đích thân ngài làm lễ tiêu tai cho con, bây giờ con cúng dường nhiều như vậy, vì sao ngài lại tùy tiện phái một người xuất gia giống như là làm lấy lệ cho con vậy? Lão hòa thượng liền nói: trước đây con bố thí tuy ít mà tâm của con chân thành, ta không đích thân làm lễ tiêu tai cho con là có lỗi với con. Ngày nay con bố thí cúng dường tuy nhiều, nhưng sự thành kính trong tâm của con không bằng năm xưa, cho nên bảo một người xuất gia làm lễ tiêu tai cho con là được rồi. Bán mãn chúng ta nhìn thấy ở đây không nằm ở cúng dường tiền nhiều hay là tiền ít, không ở cái này, mà là ở tâm địa chân thành. Cách nói này hay. Không phải là có năng lực gì tiền bạc thì có thể tu được đại công đức, thì có thể tu công đức viên mãn. Vậy thì người bần cùng không có cơ hội tu rồi. Hiểu rõ cái đạo lý này thì dù là người bần cùng vẫn luôn có thể tu được công đức viên mãn. Còn người phú quý tu tích thì vẫn thường hay chỉ được công đức một nửa. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, liền thông đạt chân tướng sự thật. Người phú quý không phải đời đời kiếp kiếp đều phú quý,
Người bần tiện cũng không phải đời đời kiếp kiếp đều bần tiện. Người bần tiện đời sau được phú quý, người phú quý đời sau chuyển thành bần tiện. Bạn sẽ hỏi đây là đạo lý gì? Đúng là cái mà đoạn này đã nói. Ở trong một điều kiện bình thường, người phú quý kiêu mạn nhiều, người bần tiện phần lớn là khiêm tốn cung kính, đâu có biết là khiêm kính là đức. Kiêu mạn thì đã tổn phước rồi. Cho nên tu như thế nào thì cũng chỉ được một nửa, không đạt được viên mãn. Ông còn nêu ra một câu chuyện. Câu chuyện này là câu chuyện về Lữ Động Tân, cũng đáng để chúng ta phản tỉnh sâu sắc. Đây là một vị trong bát tiên của đạo giáo. Lữ Động Tân năm xưa gặp được Chung Ly, đó cũng là một vị trong bát tiên. Chung Ly dạy Lữ Động Tân một pháp thuật điểm sắc thành vàng. Bạn muốn bố thí cứu giúp những người nghèo khổ, bạn có cái năng lực này thì tiện lợi rồi. Lữ Động Tân liền hỏi tiên sinh Chung Ly. Ông hỏi: tôi điểm sắc thành vàng, cái vàng này có bị biến thành sắc trở lại hay không? Chung Ly nói cho ông biết, sau 500 năm nó mới biến lại thành sắc. Lữ Động Tân liền nghĩ: ta làm như vậy há chẳng phải đã hại những người 500 năm sau đó hay sao? Cái pháp thuật này không cần nữa, ta không học nữa. Chung Ly tán thán ông. Chung Ly nói: tu tiên phải tích 3.000 công đức. Một tâm niệm này của ông, đây là tâm tốt. Ông 3.000 công đức đó đã viên mãn rồi. Tôi nghĩ người hiện nay không có cái tâm này. Đừng nói hại người của 500 năm sau, họ không chịu trách nhiệm, mà ngay người hiện tại họ cũng sẽ hại. Từ trong câu chuyện này, chúng ta thể hội được một sự việc. Chư Phật Bồ Tát, thần tiên đều là dùng tâm yêu thương để đối xử với người. Ngay cả chúng sanh của 100.000 năm về sau cũng nhất định không có một ý niệm muốn làm tổn hại, huống hồ hiện tại chứ. Đây là điểm chúng ta cần phải học tập. Sau cùng, ông rút ra một kết luận nói rất hay. Điều quan trọng nhất là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi. Bố thí một chút tiền cũng có thể tiêu trừ tội lỗi ngàn kiếp. Từ đó cho thấy không do thí xả nhiều hay ít, mà do tâm niệm, tâm chân thành. Nếu như tâm địa không chân thành, tuy có vàng bạc trăm vạn lượng, đây là nói nhiều. Chúng ta ngày nay
nói đem của cải hàng tỷ tỷ đem đi bố thí cúng dường, phước chỉ được một nửa, không viên mãn. Cái đạo lý này Phật Pháp đã nói rất rõ ràng. Chân thành thanh tịnh từ bi, không chấp tướng. Đúng như cái mà ở trong Phật Pháp gọi là cảnh tùy tâm chuyển, tâm lượng của họ lớn. Ở trong tâm của họ không có chướng ngại, không có phân biệt, không có chấp trước. Niệm niệm tương ưng với hư không pháp giới. Cái công đức này liền viên mãn rồi. Nếu như ở trong tâm không có xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm lượng nhỏ hẹp, vì lẽ đó thì dù bố thí ức vạn vàng bạc châu báu cũng không có cách gì đột phá tâm lượng của họ. Cho nên phước báo của họ không viên mãn. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ, quan sát thật tỉ mỉ. Cho nên chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, bất luận là thí tài thí pháp, hết thảy việc thí xả đều tùy thuận tâm lượng mà trùm khắp pháp giới mười phương. Thành tựu là đại viên mãn, niệm niệm là đại viên mãn, sự sự là đại viên mãn. Nếu như chúng ta ngay cả cái đạo lý này cũng không biết thì làm sao mà tu chứ? Cho nên học Phật không thể không rõ lý, tu phước cũng không thể không rõ lý. Dưới đây nói là thiện có lớn nhỏ đều ở trong khoảng một niệm chí thành mà phân biệt. Một niệm lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, cái hạnh này là lớn. Một niệm vì tự tư tự lợi, làm việc tốt có nhiều đi nữa thì cái phước thiện này cũng là nhỏ. Ở trong Vận Biên đã trích dẫn một công án là Vệ Trọng Đạt triều Tống. Cái công án này chúng ta có thể nhìn thấy ở trong rất nhiều điển tích bút ký của người xưa. Có thể thấy câu chuyện về Vệ Trọng Đạt người biết đến rất nhiều rất nhiều. Người này cũng làm quan rất lớn.
đây là gặp được một cái nhân duyên. Ông bị quỷ sứ bắt đi gặp Diêm Vương. Diêm Vương sai phán quan đem hồ sơ của ông ra. Hồ sơ phân thành hai phần, một phần là ác, một phần là thiện. Cái phần ác đó số lượng quá nhiều quá nhiều. Việc thiện thì chỉ có một quyển nhỏ. Ở trong hồ sơ thiện chỉ có một quyển. Diêm Vương thấy cái hình ảnh này thì rất không vui, ra lệnh cho phán quan đem cân ra cân thử. Kết quả hồ sơ ghi việc ác của ông tuy là nhiều, thật là quá nhiều quá nhiều. Hồ sơ ghi việc thiện chỉ có một trang giấy. Một trang giấy đó của ông lại nặng hơn đống hồ sơ ghi việc ác kia. Vua Diêm La nhìn thấy cái hiện tượng này, lập tức vẻ mặt vui hẳn lên. Vua Diêm La nói: anh khá lắm. Ông liền hỏi phán quan, ông hỏi tôi tạo ác. Tôi hiện nay vẫn chưa được 40 tuổi, làm sao tôi tạo ác nhiều đến như vậy? Phán quan nói cho ông biết, ác không nhất định là tạo diệt, mà động một niệm ác thì ở trong âm tạo địa phủ đều đã ghi chép rồi. Ông hỏi vì cái thiện đó của tôi là việc gì? Phán quan nói, cái thiện đó là khi triều đình muốn xây một công trình, cái công trình này hao người tốn của, anh đã viết một bức tấu chương khuyên hoàng đế không nên làm cái công trình này. Ông ta nói nhưng hoàng đế không nghe. Phán quan nói tuy là không nghe theo, nhưng một tâm niệm này của anh là vì quần chúng mà lo nghĩ, không phải vì lợi ích cá nhân, là vì lê dân trăm họ mà lo nghĩ. Bao nhiêu lê dân trăm họ, anh dùng tâm chân thành để lo lắng cho họ, một niệm này công đức của nó đã siêu vượt hơn vô lượng vô biên tội nghiệp của anh. Cho nên một niệm thiện đó rất lớn. Bình thường những niệm ác đó nhiều đi nữa vẫn là nhỏ. Nếu chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi, sửa lỗi hướng thiện, tích lũy công đức, là chúng ta đã có tín tâm rồi, là biết mình cần phải làm như thế nào. Biết được sám hối không khó. Vô lượng kiếp đến nay về trọng đạt chẳng qua là 40 năm tích lũy ác nghiệp. Chúng ta ngày nay nói vô lượng kiếp tích tập những ác nghiệp này, trong một niệm phải nên có thể hối cải. Cái công án này đã đem lại lòng tin rất lớn đối với việc chúng ta sửa chữa lỗi lầm, sám hối tội lỗi cầu phước. Điểm mà chư Phật Bồ Tát, thiên địa thần linh nhìn thấy khác với phàm phu của chúng ta. Hy vọng chúng ta phải cố gắng học tập. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.